Ok, xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Và thì ngày hôm nay mình sẽ gửi các bạn con web đầu tư TRX và nhận TRX miễn phí hoàn toàn mới. Để tham gia thì mình cần nhấp chuột cái phần mô tả này. Sau đó mình sẽ đến với giao diện trong web nhé. Thì đầu tiên các bạn muốn chơi con web này, các bạn đăng ký cho mình tài khoản. Tới các bạn nhập chung nhà máy mobile number này, số điện thoại này. Tiếp theo là cái login password, mật khẩu. Còn cái social security password, mật khẩu bảo mật nhé. Mọi người chuyển còn cái mã mời thì mình sẽ để ở phần mô tả, mọi người chỉ nhấp vào là nó sẽ tự động nhập luôn cho mọi người. Còn cái mã mời, còn cái mã xác minh robot này các bạn nhập từ bên phải qua cho mình xin up. Sau khi mọi người xin up xong, nó sẽ chuyển mọi người đến cái giao diện như này nhá. Đây chính là cái giao diện của nó. Thì ở đây nó có tất cả thông tin trong web, nó gồm có link của trang web này, group Telegram và cái trung tâm chăm sóc khách hàng nhé. Mọi người có thể vấn đề liên hệ nếu mà mọi người vấn đề. Còn ở phần dưới nó là phần thông tin về chương trình, việc mắc về dự án, mọi người có thể vào đây đọc kỹ hơn. Thì ngay bây giờ mình sẽ test cho mọi người cái phần nạp nạp rút nhé. Thôi sau khi các bạn đăng ký xong ạ, mọi người sẽ tạo một lượng lớn TRX. Tuy nhiên các bạn sẽ không thể rút luôn mà các bạn sẽ phải nạp vào đây tối thiểu 5 TRX để có thể nhận lợi hàng ngày. Đầu tiên thì các bạn nhập cho mình cái phần origin trên này. Cho nó phần main main được update, đó là phần tài khoản các bạn. Platinum Origin nó phần tài khoản đầu tư nhé. Mình chỉ test một cái phần tài khoản cơ bản thôi. Copy cho một cái địa chỉ ví. Đấy, thì mọi người chuyển sang cho một cái ví chút. Đấy. Rồi, mọi người nhấn nó cho mình cái phần gửi tiền này. Tiếp theo chọn ví chôn nhé. Mọi người dán cho mình địa chỉ bạn ấy, mọi người copy vào đây. Đấy, lượng TRX nó tối thiểu là 5 TRX. Nhưng mình sẽ rút, rồi mình sẽ tạp tầm 10 TRX vào nhé. Mọi người nhấn tiếp tục cho mình này. Ok, nó đã trừ 10 TRX của mình. Đấy, nó tương đương khoảng là 0,69 đô, thêm cả 0,0 0,07 phí mạng nữa, không tổng là 0,77 đô nhé. Nó xác nhận này. Đấy, nó sẽ nó đang báo đang nạp. Và bây giờ mọi người chuyển sang cho mình cái trang web và nhấn cho mình cái phần Regen Completed, đã hoàn thành quá trình nạp tiền nhé. Đấy, bây giờ mọi người load trang web một lần nữa. Rồi, nó chưa nạp thì bây giờ mọi người đợi nó tầm 1 đến 2 phút là để cho hoàn thành cho mọi người cái lệnh nạp nhé. Rồi, vậy là nó đã hoàn thành cho mình cái lệnh nạp rồi nhá. Đấy, nó đã cộng thêm cho mình 10 TRX và là thành 20 TRX rồi. Thì ở còn cái phần dưới này, mình sẽ test nó cho mọi người phần rút tiền nhé. Chọn nó withdraw vô này. Đây, nó có phần mang đỡ cao và tài khoản cơ bản. Mình sẽ rút tầm khoảng là 1,8 TRX. Okay, cái wallet này thì mọi người chuyển sang trong cái ví ví chuột nhá, ví chuột này. Rồi mọi người nhấn vào cho mình cái phần nhận tiền này, chôn này, sao chép cho mình địa chỉ ví nhé. Rồi bây giờ mọi người ra sang cho mình cái trang web và dán cho mình địa chỉ ví ở đây. Cái enter do social security password, nó là phần mật khẩu bảo mật, các bạn nhập cho mình cái mật khẩu bạn ấy, mọi người đăng ký tài khoản nhé. Rồi nhấn confirm cho mình. Rồi ok, vậy là nó đã báo là mình rút được 1,8 rồi đấy rồi nhá. Rồi, khá là nhanh luôn. Thì còn cái phần app ở dưới này thì các bạn có thể nhấn vào để tải app nhé. Wallpaper nó là cái phần lịch sử trong web của nó đấy. Còn cái phần team này, nó có 3 cấp độ, có level 1, level 2 và level 3 nhé. Các bạn có thể thêm vòng độ của mình vào là thành một team. Rồi còn cái phần pro lead nó là phần lịch sử rút tiền. Đấy, đây mình đã rút tầm khoảng 1,8 rồi đấy nhé. Invent order này. Và các file đã upgrade. Đấy. Đây là cao hai, ở đây là 20 tập ích nhỉ. Các bạn chuyển các bạn. Đấy, cái không share thì các bạn có thể copy cái link này và gửi cho bạn bè người thân các bạn sử dụng. Sau khi bạn bè người thân các bạn kích vào link mình nhấn đăng ký ạ, thì các bạn sẽ được nhận cái phần trăm hoa hồng từ cái link này nhé. Notification và thông báo này, lúc out là đăng xuất này, trading các nền tảng 80 đang hoạt động nhé. Nếu vào đây xem tất cả này, đây là cái gói NC, các bạn có thể vào đây để đầu tư. Thì ở trên này nó có cái gói một ngày là một cái lợi nhuận là 10%, các bạn sẽ phải nạp vào đây tối thiểu 5 TRX, 500 TRX và nhiều nhất là 10.000 TRX. Đấy, cái gói này có thể nạp hai lần nhé. Còn cái phần 2 ngày này, và 2 ngày thì nó lợi nhuận là 1%, có thể nạp tối thiểu là 2.000 TRX và nhiều nhất là 20.000 TRX. Có thể nạp 5 lần nhé.
gói 3 ngày là 3.000 TRX, 3 ngày là 12%, 7 ngày là 13%, 15 ngày là 14%, 30 ngày là 15%, còn 60 ngày là 16%. Cái gói cao nhất thì nó đẹp tối thiểu là 8.000 TRX, mình nhớ là 8.000 TRX nhé, có thể nạp được 3 lần. Cái clip của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem, nếu mọi người thấy hay thì hãy cho một like và subscribe nhé. Ok, chào mọi người.